Thời điểm đại kỵ, tuyệt đối cấm thắp hương, kẻo rước họa vào thân, cả nhà gặp đại hạn. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, việc cúng bái tổ tiên từ xưa nay đã trở thành một tín ngưỡng, một truyền thống đáng quý đối với người dân Việt Nam. Đặc biệt là hành động dâng thắp hương là điều không thể thiếu khi thờ cúng. Khi người ta mất đi, trong quan niệm của người Việt Nam thì sẽ không phải là hết. Người mất đi sẽ sang thế giới bên kia để tiếp nối cuộc đời. Thờ cúng người đã khuất ở bàn thờ là cách để kết nối người đã khuất với người sống giữa hai thế giới. Để từ đó người còn sống có thể bày tỏ được lòng tưởng nhớ đối với người đã khuất. Trong mỗi dịp lễ Tết, ngày rằm hàng tháng, con cháu lại thắp lên nén hương thơm trên bàn thờ gia tiên. Thắp hương để thờ cúng trên bàn thờ gia tiên là một hành động không thể thiếu khi thực hiện nghi lễ thờ cúng. Theo như người ta tin rằng, đó là mỗi khi một nén nhang được thắp lên thì sẽ mời được ông bà tổ tiên về gia đình để nhận hương hoa từ con cháu. Mùi thơm từ những nén hương sẽ dẫn đường chỉ lối để ông bà tổ tiên tìm được đường về. Ngoài ra, thắp hương trên bàn thờ gia tiên còn giúp cho bàn thờ luôn sung túc, ấm áp, thể hiện được tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên mình, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp hướng về nguồn cội của mình. Hơn nữa, còn giúp cho không gian gia đình của bạn có được một không khí luôn yên tĩnh, giúp xua đuổi được những vận hạn không tốt, mang lại được những điểm may mắn hơn cho gia chủ. Ý nghĩa của việc thắp hương trên bàn thờ là rất lớn đối với không chỉ riêng hương hồn người đã khuất mà còn ảnh hưởng đến cả đối với người dâng hương. Chính vì vậy, thắp hương thế nào cho đúng nhất là điều quan trọng. Thời gian thắp hương như thế nào là tốt? Khi thắp, cần lưu ý những gì? Kính mời quý khán thính giả chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, có nên thắp hương vào ban đêm hay không? Thưa quý vị, thắp hương vào thời điểm nào trong ngày là phù hợp, không phải ai cũng biết. Chưa kể, theo phong tục quan niệm của mỗi địa phương, mỗi nơi lại có những quy định riêng. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, việc thắp hương vào ban đêm là không nên hoặc nên hạn chế. Tại sao không thắp hương vào ban đêm? Đầu tiên, buổi tối là thời điểm cả gia đình quây quần bên nhau, rất đông người. Khi thắp hương, khói hương sẽ tỏa ra, gây bí bách và đặc quánh không khí. Chưa kể hiện nay, nhiều nơi sản xuất nhang kém chất lượng, hương được làm từ hóa chất, nên hương thơm tỏa ra ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, nếu hít phải sẽ không tốt. Ngoài ra, nếu thắp hương vào chiều tối hoặc ban đêm khi cả gia đình đã đi nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ sâu, rất dễ gây ra hậu quả cháy nổ nếu chẳng may ngôi nhà bị thiêu rụi. Lúc này sẽ không kịp phản ứng và gây ra hỏa hoạn. Về tâm linh, thắp hương vào ban đêm là điều không nên. Giờ buổi tối là khi các linh hồn đi lang thang trên trái đất rất nhiều. Thắp hương cúng tổ tiên, nếu mắc lỗi trong khi lập nguyện, bạn có thể vô tình dẫn những linh hồn khác vào nhà. Điều này sẽ gây rắc rối, xui xẻo cho gia chủ. Không nên thắp hương sau 19 giờ, tức sau 7 giờ tối. Bởi quan niệm tâm linh trong dân gian cho rằng, sau khoảng thời gian này, nếu thắp hương muộn, sẽ được coi là mời gọi vong hồn dã quỷ tới. Điều này khiến cho các tà vong này có thể xâm nhập vào nhà, quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe của các thành viên. Chính vì một số lý do trên mà việc thắp hương vào ban đêm nên được hạn chế. Ngoài ra, khi thắp hương cần chọn loại hương tốt,
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thành phần từ gỗ và hương tự nhiên. Điều này đảm bảo không gian sống không bị ảnh hưởng sức khỏe bởi hương thơm. Thứ hai, thắp hương vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất? Quý vị thân mến, người ta thường thắp hương vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, ngày rằm hàng tháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý đến khung giờ thắp hương trong ngày. Vậy thắp hương cúng gia tiên vào giờ nào trong ngày là tốt nhất? Câu trả lời là hãy dậy sớm vào buổi sáng. Thời gian được khuyên có thể là từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Đó là thời điểm tốt để bắt đầu một ngày mới. Khi mọi sinh hoạt của cả gia đình bắt đầu, họ phải thắp nén hương cho tổ tiên, chúc một ngày mới tốt lành cho các thành viên, giúp không khí của cả gia đình thêm đoàn kết, thoải mái. Ngoài ra, nhiều nơi còn có tục thắp hương cúng tổ tiên trước mỗi bữa ăn trong ngày, đủ 3 bữa. Đó là một hành động tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Tuy nhiên, đối với khung giờ buổi tối, cần bố trí thắp hương trước 19 giờ. Đó là lúc gia đình có thể kiểm soát được mọi hoạt động trong nhà, tránh những sự cố không mong muốn nếu có điều không may xảy ra. Ngoài ra, thắp hương vào giờ này sẽ ngăn không cho tà ma xuất hiện trong nhà, chiếm phần của tổ tiên, ông bà. Nếu trong nhà của bạn có đặt bàn thờ thổ công, bàn thờ Phật, bàn thờ ông địa, thì mỗi ngày nên thắp hương đều đặn để không gian thờ cúng luôn ấm cúng và thể hiện được lòng thành kính với thần linh. Thứ ba, thắp hương hàng ngày có tốt không? Thắp hương lên bàn thờ gia tiên, thần Phật là việc làm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thế nhưng, có nên thắp hương hàng ngày không lại là điều không phải gia chủ nào cũng tìm được lời giải đáp phù hợp và đúng chuẩn cho riêng mình. Theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể duy trì thói quen này hàng ngày, thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, mùng 1, lễ Tết với chút hoa quả, lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện lòng thành kính của mình. Ngược lại, nếu có điều kiện về thời gian, các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian trong gia đình trở nên ấm cúng hơn, lòng người nhẹ nhàng và an yên hơn. Trong gia đình, ngoài bàn thờ ông bà tổ tiên và bàn thờ táo quân, nhiều gia đình hiện nay còn thờ bàn thờ Phật, bàn thờ ông địa, thần tài. Dù vậy, khi thắp hương ở bất cứ bàn thờ nào, gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉnh chu, chỉnh tề và khấn bái một cách thành tâm. Bên cạnh đó, gia chủ nên lưu ý chỉ thắp một nén hương. Bởi theo quan niệm thờ cúng trong dân gian, số nén hương được thắp là một trong những yếu tố mang nhiều ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là sự bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và các vị thần Phật. Đồng thời khi thắp, các bạn phải thắp bằng hai tay để không thể hiện thái độ bất kính, vô lễ đối với bậc bề trên các vị thần Phật cao quý. Không chỉ thắc mắc nên thắp hương vào lúc nào trong ngày là hợp lý nhất, mà nhiều gia chủ còn rất cẩn thận trong việc ghi nhớ những lưu ý quan trọng khi thắp hương hàng ngày. Theo đó, để việc thờ cúng đảm bảo sự linh thiêng, thành kính, các gia chủ nên lưu tâm một số chú ý quan trọng như sau. Tùy theo phong tục của từng vùng miền như vùng Nam Bộ, người dân thường có thói quen thắp hương cho từng gốc cây hay nóc nhà với quan niệm đó là mọi vật trên đời đều có đời sống tâm linh riêng của nó. Bên cạnh đó, nếu nhà có cổng thì sẽ thắp hai cây hương ở hai bên cổng,
trước nhà có nhiều cây xanh sẽ thắp một nén hương ở gốc cây lớn nhất. Gia chủ nên kỹ lưỡng trong việc chọn loại hương sạch, không sử dụng hóa chất phụ gia để thắp lên trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Đồng thời không nên thắp liên tục với số lượng hương lớn và không đóng cửa khi đang thắp hương để mùi hương có thể được lan tỏa ra ngoài không gian. Khi thắp hương, nếu không thể cúng bằng các bài cúng hay như thầy cúng hay sư thầy trong chùa, các gia chủ có thể tự cúng nôm bằng tấm lòng thành kính của mình. Theo đó, những mong ước, nguyện vọng của gia chủ đối với bản thân cũng như các thành viên trong gia đình sẽ được tấu trình lên ông bà, tổ tiên, các vị thần Phật. Do vậy, không nên chỉ vì không biết cúng mà gia chủ chỉ thắp hương để đó và không có lời báo cáo trình bày với ông bà tổ tiên. Thứ tư, cần lưu ý tránh phạm vào những điều kiêng kỵ khi thắp hương thờ cúng. Thưa quý vị, thắp hương thờ cúng gia tiên có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia chủ. Thắp hương nếu thành tâm và đúng theo phong thủy sẽ mang lại sự bình yên cho người nơi chín suối. Con cháu cũng yên tâm sinh sống làm ăn. Còn nếu thắp hương sai cách, phạm phải những điều kiêng kỵ sẽ khiến cuộc sống của gia chủ không thuận lợi, gặp nhiều trắc trở. Để thắp hương cho tốt, tạo sự linh thiêng nhất thì người ta phải biết tránh vi phạm những điều kiêng kỵ dưới đây. Không đặt các vật như đất, cát vào bàn thờ hương. Đây là những thứ dơ bẩn, cấm mang lên bàn thờ tổ tiên. Khi thắp hương, phải phát nguyện trọn vẹn và thành tâm. Lời khấn sai lầm hoặc không thành thật sẽ bị cấp trên khiển trách. Bạn thậm chí có thể thu hút những linh hồn khác đến nhà của bạn. Khi thắp hương, phải đốt hương gốc nguyên bản, có danh hiệu hương thơm rõ ràng, vừa tôn trọng người đã khuất, vừa giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. Khi thắp hương cúng gia tiên, phải cúng vật thực, ví dụ như hoa quả, bánh bên trái, bên phải là thực. Không dùng đồ cúng giả khi cúng, quả phải là những quả mọc ở ngọn, tránh hái quả có gai nhọn. Tất cả các đồ vật hoặc lễ vật đặt trên bàn thờ phải là số lẻ. Ví dụ, mâm lễ hoa quả phải bày 5 quả, hoặc số quả phải là số lẻ. Để cắm hoa, hãy chọn 3, 5 hoặc 7. Thắp hương nên khấn và đặt lần lượt theo vị trí trên bàn thờ, tôn trọng người cao nhất trong gia đình đầu tiên. Bàn thờ tổ tiên có thể thờ thêm Phật thần. Những người khác không đặt bất kỳ đồ vật nào hoặc thờ cúng những thứ xa lạ, không quen thuộc để tránh gây ra tai họa hoặc thờ cúng ma quỷ. Bàn thờ tổ tiên phải sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm cách đặt ảnh trên bàn thờ gia tiên để đặt sao cho hợp lý theo chuẩn phong thủy. Nếu thắp hương ở đình miếu, đường xá, người ta sẽ sử dụng các bài văn khấn để mời đúng vong linh của người mình cầu về. Bởi đây là những nơi có nhiều vong hồn lang thang. Nếu sử dụng không đúng bài cúng, có thể khiến các lễ vật rơi vào các vong linh khác. Ngoài ra, khi thắp hương, gia chủ phải dâng hương bằng cả hai tay và thể hiện lòng kính cẩn, niềm tin tâm linh của mình. Việc cầm hương vào hai tay sẽ thể hiện được tấm lòng ngay thẳng, sự kính trọng của người thắp hương đối với người đã khuất và thế giới tâm linh. Trong Oai Nghiêm, Đức Phật dạy chư tăng, khi đốt hương, đốt nến cúng Phật thì không được dùng miệng để thổi, vì thổi như thế thì không cung kính. Trong Kinh Thắng Trận, Quán Thân Bất Tịnh, Đức Phật dạy, miệng là một trong những bộ phận trên cơ thể chảy ra những đồ bất tịnh. Vì vậy, khi tắt hương, chúng ta có thể cầm hương phẩy nhẹ hoặc dùng tay phẩy hương hoặc các cách khác để thể hiện sự cung kính. Trường hợp nếu chúng ta đã dùng miệng thổi hương do không biết thì tội nhẹ. Nhưng nếu chúng ta có
có học hỏi, biết rồi mà vẫn làm sẽ thành cố ý thì phải chịu quả báo xấu. Theo kinh nhân quả, Đức Phật dạy nếu chúng ta dùng miệng hôi thối tắt đèn cúng Phật thì đời sau gặt quả hôi miệng bị rất thiếu. Vì vậy, khi thắp hương, nhất là khi dâng cúng chư Phật Bồ Tát, các bậc đáng kính thì chúng ta cần cẩn trọng trong từng hành vi dù là nhỏ nhất như tắt hương. Ngoài ra, những lễ vật cần chuẩn bị để dâng lên bàn thờ trong ngày mùng 1 hàng tháng hoặc ngày rằm như nhang khói, hoa quả, chầu cau, vàng mã, đồ chay, bánh kẹo. Thêm vào đó, gia chủ cần chuẩn bị thêm các đồ đựng như bát, đĩa, đũa, thìa dành riêng cho việc thờ cúng. Tuyệt đối không dùng những món đồ đã qua sử dụng, đồ nứt nẻ. Đối với các gia đình có không gian thờ cúng hạn chế thì chỉ cần thắp một nén nhang, vừa giúp không gian đủ thiêng liêng, vừa dễ chịu. Trước khi tiến hành thắp hương, bạn cần sắp xếp các vật phẩm gọn gàng trên bàn thờ rồi mới thắp hương. Khi cắm hương vào bát hương thì bạn cần chú ý về tư thế, phong thái cần phải cung kính, liêm chính, đoan trang, tránh vội vàng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý đến khoảng cách giữa vị trí đứng vào bát hương không được quá xa, cần vừa đủ để với tay dâng hương. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn trọng, nhẹ nhàng khi lấy hương để hương không rơi, gãy. Khi cắm hương thì bạn cần cắm thẳng. Nếu thắp nhiều thì nên tách nhau ra để tránh chúng bị bốc cháy. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Em Rể. Mình là chồng đứa em gái liền kề tôi, là rể trường của bố mẹ tôi. Tính Minh hiền lành, tốt nết, nhanh nhẹn và tháo vát nhất nhà. Tuy mới chỉ học hết lớp 4 thôi, nhưng trong việc đối nhân xử thế, quan hệ gia đình, xã hội, mình xử lý đâu ra đấy. Không ai chê trách Minh điều gì. Là em rể nhưng Minh hơn tôi 2 tuổi. 2 tuổi ấy cộng với xuất thân từ một gia đình đông con, nghèo khó, nên Minh hơn hẳn tôi về công việc đồng áng, nhà cửa. Minh chịu thương chịu khó, học vấn tuy thấp nhưng việc nhà, việc họ, quan hệ xóm làng, Minh chu đáo hơn tôi rất nhiều. Tôi đang bận túi bụi với đống văn bản giấy tờ thì chuông điện thoại reo vang. Lại cái gì nữa đây? Giao ban, họp, đi công tác. Suốt ngày ngập đầu với báo cáo công văn, họp với trả họp. Uể oải, tôi cầm ống nghe lên. Alo, phải ông Hạ đấy không? Giọng vợ tôi, người tôi bỗng giãn ra. Phải rồi, có việc gì mà gọi sớm thế bà xã? Chú Minh cấp cứu ở bệnh viện, ung thư rồi, ông xem về ngay nhé. Chỉ nói được có vậy, rồi vợ tôi bỏ máy. Tôi cuống cuồng, alo, alo. Mấy câu nữa, nhưng chỉ có tiếng kêu tút tút kéo dài. Ngồi thần người ra một lúc, tôi chẳng còn nghĩ gì tới công văn báo cáo nữa. Tất cả như vô hồn. Chưa biết xử lý sao, thì điện thoại di động của tôi lại rung lên. Tôi vội nhìn màn hình, số của con trai tôi. Ấn nút nghe, tiếng con tôi thảng thốt. Con đang ở bệnh viện, chú Minh cảm nặng lắm, khả năng bị ung thư rồi bố ạ. Cảm sao? Chụp chiếu gì chưa? Chú ấy bị ngã vào bếp lửa bất tỉnh. May mà cô Thủy phát hiện được, kêu mọi người kịp đưa chú lên bệnh viện Hùng Vương. Chiếu chụp đủ thứ rồi, bác sĩ bảo chú ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn lên não bố ạ. Chưa kịp hỏi thêm gì thì con trai tôi cũng tắt máy. Lát sau, thêm mấy cuộc điện thoại nữa của em gái, em trai tôi báo tin dữ này. Đầu óc tôi mụ lên, sao lại như thế được cơ chứ? Dạo tôi đang học trung cấp thì Thủy, em gái tôi lấy chồng. Chồng Thủy không ai khác chính là Minh,
cái thằng trẻ trâu có con trâu cả hung dữ nhất làng. Con trâu ấy đã húc tôi làm toạc một miếng chân to tướng và để lại một vết sẹo dài ở bắp chân. Hôm ấy, bọn tôi chăn trâu ở hố trầu. Tôi cưỡi con trâu mộng, Minh cưỡi con trâu cả. Cả bọn đứa thì cưỡi trâu, đứa thì kiếm củi. Tất cả đang nhao nhao đủ thứ chuyện, thách đố, châm chọc, chửi tục, cười ngặt nghẽo. Đang vui thế thì trâu của Minh bất ngờ lao đến húc thẳng vào bụng con trâu của tôi. Tôi thấy đánh dầm một cái rồi rơi ngã chỏng chơ dưới đất. Con trâu của tôi đã vùng chạy, chân tôi mắc vào sừng con trâu cả của Minh. Nó lắc lắc sừng mấy cái, người tôi đau điếng, bắp chân tôi vọt máu. Cả bọn xúm lại băng bó cho tôi rồi cõng tôi về nhà. Vết thương xiên chéo bắp thịt dài tới gần chục phân. Hậu quả của việc vót nhọn sừng trâu của bọn trẻ chúng tôi đấy. Lợi hại là thế đấy. Về sau tôi mới biết tất cả là do con trâu cái nhà cái oanh. Chả là con trâu mộng của tôi mải mê gặm cỏ, tiến gần tới con trâu cái nhà nó lúc nào không biết. Con trâu cái của Minh nhìn thấy mắt vằn lên. Nó nổi máu ghen, lồng lộn lao tới, và tôi dính hậu quả là cái vết sẹo bây giờ. Trở thành con rể bố mẹ tôi, trong khi tôi đi học xa, các em tôi còn nhỏ. Minh gần như là trụ cột của gia đình tôi. Việc lớn, việc nhỏ, gọi anh Minh, cày bừa, gặt hái, ra đồng, lên nương, đều có Minh gánh vác. Khi tôi ra trường, chưa kịp nhận công tác gì thì cả tôi và Minh đều có giấy gọi nhập ngũ. Chúng tôi vào bộ đội cùng ngày. Dạo đó, chiến tranh biên giới phía Nam khá ác liệt. Biên giới phía Bắc cũng đang nóng lên từng ngày. Tôi về tỉnh đội, Minh vào công an vũ trang. Tốt một phát lên luôn biên giới. Chưa đầy năm sau thì Minh bị thương. Mình đã cắt cụt một bên chân của Minh đến tận đầu gối. Là thương binh hạng 3/4, nhưng Minh vẫn cứ là trụ cột trong mọi việc của gia đình bên vợ, tức là nhà tôi. Bố tôi còng lưng là bệnh binh không làm được việc nặng. Mẹ tôi mắc bệnh gan, liên tục đi viện. Năm 1979 thì mẹ tôi mất. Năm đứa em tôi, không kể Thủy, vợ Minh đều đang tuổi đi học. Tôi thì trong quân ngũ. Lúc ra quân về địa phương, tôi lại được xã cử đi học tiếp. Thế nên việc gia đình tôi chủ yếu trông vào vợ chồng Minh Thủy. Học xong về, tôi đảm nhận luôn chức chủ nhiệm hợp tác xã, rồi thường trực đảng ủy, sau đó là chủ tịch xã. Công việc làng xã cuốn hút tôi. Tôi bù đầu chẳng còn thời gian nào vào công việc của gia đình được. Khổ một nỗi, hồi đó nhà hàng, quán ăn ít, cứ có khách là phải tiếp ở nhà. Vào dịp Tết khách khứa lại càng đông, tôi cứ phải gọi Minh, mồ gà, nấu nướng, sắp mâm, dọn dẹp. Thôi thì đủ việc không tên, chú giúp anh với nhé. Được cái, nhà vợ chồng Minh gần nhà tôi, ới một cái là Minh có mặt. Căn bản là Minh tốt nết, không nề hà việc gì. Điện thoại lại reo vang, vợ tôi khóc trong máy. Ông phải về xem chú ấy thế nào nha. Ông biết rồi đấy, chú ấy với nhà mình ra sao thì ông biết, vợ mình ơn chú ấy nhiều lắm. Tôi đáp vội, biết rồi, không phải nói nữa. Để tôi sắp xếp. Tôi điện cho Tiến, con trai cả của Minh. Cháu khóc tổ tổ trên máy. Phải đưa bố cháu đi Bạch Mai bác ơi. Bệnh viện trên này họ bảo vậy. Tôi động viên cháu bình tĩnh. Cứ đưa bố đi tuyến trên khám xét cho cụ thể. Biết đâu họ chẩn đoán nhầm thì sao. Tôi cứ cầu trời và hy vọng như thế. Rõ khổ, không bia rượu, không trà thuốc, không nghiện ngập bất cứ thứ gì. Sao Minh lại ung thư được cơ chứ? Hớp một ngụm rượu đã đỏ mặt, chưa từng hút một điếu thuốc lá hay thuốc lào. Cha cũng chỉ nhấp giọng.
từ bé đến giờ chưa ốm trận nào to, hầu như không phải dùng thuốc. Cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, hình như nó sợ Minh, cứ chống tó cả nhắc. Có hôm Minh cởi trần như đồng hun thả bò trên đồi. Đàn bò nhà Minh đông nhất làng, có thời kỳ lên đến hàng chục con. Hình ảnh anh thương binh chăn bò làm giàu kinh tế gia đình từ khi con bò đã được báo chí tỉnh viết bài đưa tin. Lúc thời vụ, Minh còn giúp vợ đi cày nữa. Ruộng sột sệt bùn đất, Minh đi đến đâu vết tó hằn sâu rõ đến đó. Ai nhìn thấy cũng thương và cảm phục. Rồi Minh còn trần mình ngồi hì hục đóng gạch xỉ, vừa đóng gạch vừa tự xây nhà. Hơn năm trời ròng rã thì ngôi nhà bốn gian máng thượng, lợp ngói đỏ chói khang trang cũng xong. Nghị lực đến thế là cùng, thế mà đùng một cái lại ung thư sao được. Mình ít dự đám sứ của làng trừ đám ma, đám cưới, đám hỏi, chúc Tết thì hầu như không. Tôi băn khoăn nói với vợ tôi về sự này của Minh. Vợ tôi bảo, chú ấy kiêng. Tôi thắc mắc, kiêng gì mà kiêng? Vợ tôi nói, chú ấy giữ cho nhà người ta, chân gỗ chấm phẩy đến nhà người ta lỡ xui xẻo. Tôi vặc lại, vớ vẩn. Rồi khi bình tâm nghĩ lại, tôi thấy Minh thật chín chắn, sâu sắc. Ngược lại, đám ma, ốm đau, tai nạn, Minh không vắng mặt bao giờ. Toàn ở cái chân bếp núc hậu cần, hô hào, điều hành, kể cả băm thái sắp cỗ nữa. Chu đáo lắm, cứ cà nhắc chống tó chỉ đạo đâu ra đấy. Tháo chân già dừng vào góc nhà, để cái tó sang bên. Lấy cái ghế con, Minh ngồi xuống, tay sao tay thớt, thái thịt sắp cỗ, cả buổi không chán. Chiếc chân cụt khô khô cái mỏm ngúc ngoắc, trông rất buồn cười. Khi cần di chuyển thì Minh chống tay thay nạng, kéo cái ghế con dê theo. Vừa làm vừa tán chuyện, vui lắm. Ấy thế mà đến lúc ăn thì Minh chỉ nhôm nhoan cho xong bữa, chẳng cỗ nào vào cỗ nào. Tránh những đám vui, Minh chỉ đến những đám buồn. Có đến cũng chỉ phụ giúp nhà người ta khâu hậu cần. Lại có những vụ ẩu đả, đánh nhau, chưa thấy ai, đã thấy Minh khua tó can ngăn ở đó rồi. Mấy lần Minh suýt nữa thì dính vạ lây, nếu không có cái tó. Người ta bảo, đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi. Đằng này em rể tôi thì ngược lại. Một dạo nhiều người chạy để thành thương binh rồi thì lên hạng. Ngay làng tôi cũng có tay thương tật so với Minh còn kém xa. Thế mà không hiểu sao, đùng một cái hắn đã nhảy lên hạng 2, vượt Minh hẳn một hạng. Hắn khỏe như vâm, chân tay đủ cả, dân làng ai cũng xì xèo về hắn và tiếc cho Minh. Giá Minh cố chạy để lên hạng thì nhìn vào đỡ bất công hơn. Mình nghe thấy hết chỉ cười. Ôi dào, đáng đếch bao nhiêu mà làm cái trò mèo ấy. Với lại tôi không như họ được, khối người còn không về được kia kìa. Được thế này là tốt lắm rồi. Cứ sởi lời nhường nhịn, cứ vô tư chất phác. Thế nên anh em họ hàng, dân làng hàng xóm, ai cũng quý mến Mình. Hồi tôi đi học xa, một mình vợ tôi gánh vác công việc gia đình đồng áng, thời khoán quản vất vả lắm. Dạo ấy, làng tôi còn trồng mía, trước thì kéo mật, khi sáp nhập vào hợp. Khi sáp nhập vào hợp tác xã lớn, lò mật không còn nữa, mía chỉ để bán cây. Phải dậy từ nửa đêm gà gáy mang mía xuống chợ huyện, cách đó gần chục cây số mới bán được. Nào có đường liền, phải qua phà rất cách sách, chặt mía từ chiều hôm trước, gà gáy sáng hôm sau, đánh xe trâu chở đi chợ. Mình đã giúp tôi việc này, lóc cóc cái tó nhảy lên xe mía, đánh trâu qua phà, chở mía xuống chợ xong rồi về, mình mới lại đi thả bò hoặc làm các việc khác. Vợ tôi bảo,
có chồng như không, nách nuôi con, chân chạy chợ, tay buông việc nọ, mó việc kia. Không có chú Minh thì chỉ có khóc. Mà khối bận vợ tôi đã khóc thật. Mía ế bán không được, con ốm nằm viện, bụng đói meo, không dám ăn gì. Vợ tôi nhìn đống mía ế chảy nước mắt. Đến cái đợt tôi làm nhà, Minh cùng bố vợ tôi thay tôi quán xuyến sắp đặt công việc cho thợ. Dạo đó, bố đẻ tôi đã mất. Tôi làm chủ tịch xã, suốt ngày họp hành, đi cơ sở chỉ đạo. Mặc dù khoán trắng cho thợ, nhưng bao nhiêu việc phải lo. Gạch, sắt, xi măng, giàn giáo, xô thùng, chậu. Thôi thì đủ thứ thợ gọi. Khổ nhất là khoản nước để đánh vữa. Chỗ tôi ở không có nước ăn, chứ đừng nói đến nước sinh hoạt. Nước ăn phải gánh từng gánh cách đó mấy trăm mét về. Dùng nước phải thật tiết kiệm, có khi một xô nước phải dùng vào mấy việc. Thế nên, nước đánh vữa là khoản lo nhất trong việc xây nhà của tôi. Phải cho thùng phi lên xe cải tiến, đánh xe lên ao đơn vị bộ đội cách đó nửa cây số mới có nước trở về. Cứ sớm ra là Minh lên chờ giúp tôi một chuyến nước. Gần trưa thả bò về, chú ấy lại lên hô hào vợ tôi đi chờ chuyến nước nữa. Chiều cũng thế, mỗi ngày mấy chuyến nước cho thợ xây. Chẳng có Minh thì tôi bó tay. Ngày ấy chưa có lệ thuê khoán gọn như bây giờ. Nhà chủ phải lo khoản đánh vữa và các điều kiện cho thợ làm việc. Tôi bắt xe đi bệnh viện Bạch Mai. Minh chuyển vào khoa cấp cứu, sau đó sang khoa ung bướu. Mưa thu tầm tã, bệnh viện quá tải, kẻ đứng người ngồi chật kín các nơi, phòng khám xếp hàng dài dằng dặc, mệt mỏi vờ phạc, những khuôn mặt hốc hác âu lo. Nhìn cảnh này tôi đã ngán rồi. Điện thoại cho Tiến, lát sau Tiến ra đón tôi. Tôi vội hỏi tình hình của Minh. Tiến nói vắn tắt rồi cởi chiếc áo dành người nhà bệnh nhân đang mặc đưa cho tôi, bảo tôi vào với bố cháu. Khoa ung bướu cũng chật cứng bệnh nhân, tìm đến phòng Tiến chỉ, tôi chào mọi người và quan sát nhanh căn phòng. Bệnh nhân nằm đứng lố nhố, bác sĩ hộ lý đang khám, truyền và cho bệnh nhân uống thuốc. Có 6 giường bệnh mà những hơn 60 bệnh nhân điều trị. Như vậy, bình quân hơn 10 bệnh nhân một giường. Hỏi ra mới biết chỉ những người nặng mới được nằm giường, còn đâu thì ngồi hoặc tìm chỗ nghỉ đâu đó trong hành lang bệnh viện. Ai nhẹ hơn thì ngoại trú, đến giờ uống thuốc, thăm khám thì tập trung. Lúc này chính là cái giờ cao điểm đó. Mình đã tỉnh, đang ngồi chen chúc trên giường bệnh. Sắc mặt Minh tai tái. Thấy tôi, Minh nở nụ cười. Bác xuống làm gì? Em tỉnh rồi, vài hôm nữa ra viện thôi. Minh chủ động nói. Thấy Minh thế tôi cũng yên tâm. Tính Minh gan lắm, tôi biết. Tôi hỏi diễn biến từ hôm Minh bị nạn đến nay. Minh kể lại vắn tắt rồi cười. Em bị u bác ạ. Chắc là u lành chứ. Tôi hỏi để mà hỏi, chứ thực ra anh em cùng các cháu đã thông báo cho tôi cả rồi. Tôi cũng dặn mọi người đừng cho Minh biết, gan bằng mấy, nghe tin thế cũng dễ bị suy sụp lắm. Chẳng dè Minh nói luôn. Ồ ác bác ạ, nhưng mà kệ bố nó, bom mìn đạn pháo biên giới em còn chẳng sợ nữa là. Rồi Minh cười hề hề, lạ thế cơ chứ. Không biết bằng cách nào mà Minh lại biết được tin dữ ấy nhỉ? Biết rồi mà cũng ung dung như không. Dạo Minh bị mìn đưa xuống bệnh xá Tiền Phương để cưa chân, Minh cũng cứng cỏi như thế. Mổ cắt chân mà không cần thuốc tê mê gì. Các bác sĩ thao tác thì run tay, còn Minh thì vẫn cười tán lảng đi chuyện khác. Rồi còn dặn, nhớ chôn cái chân này cho tớ, đánh dấu vào để mai này tớ lên còn bốc mộ nó đấy. Quần áo Minh ướt đẫm mồ hôi. Khi cưa xong, Minh mới ngất đi.
xe cấp cứu chuyển vội Minh từ Hà Giang về quân y viện 9 ở Vĩnh Yên. Bác sĩ họ bảo em thế. Minh nói tiếp, em xác định rồi, còn lâu em mới chết được nhé. Tôi chẳng còn biết động viên Minh thế nào nữa, bèn nói bao nhiêu trường hợp bị u ác tính, nhưng có sao đâu. Như chị Lý, chị vợ tôi bị ung thư vú 8-9 năm rồi, vẫn kiên cường đấy chẳng hạn. Gặp thầy gặp thuốc, biết đâu lại qua được. Minh bảo, em cũng hy vọng thế. Cái u của Minh tai quái lắm, nó chèn ép não bộ. Bình thường nói chuyện vui vẻ thế này thôi, nhưng mà khi Minh lên cơn thì khổ lắm. Mắt trợn ngược, mồm miệng bọt mép trào ra. Chân tay co quắp, người lăn lộn, không nhanh tìm cái gì ngáng miệng lại thì rất dễ bị cắn vào lưỡi. Ngày hôm qua thôi, Tiến đã phải dùng cái điện thoại di động nhét vào mồm bố cháu khi bố cháu đột nhiên lên cơn, rồi nó bê thốc Minh chạy sang phòng cấp cứu. Phác đồ điều trị đã được vạch ra, Minh phải mổ não, trước khi mổ phải lấy sinh khiết. Họ chọc vào lưng Minh lấy dịch phổi, chọc sống không dùng thuốc tê, mê y như đợt cưa chân. Đau lắm bác ạ, em chưa thấy đau như thế bao giờ. Minh kể với tôi như thế, mổ xong tình trạng Minh khá hơn rất nhiều. Bây giờ cứ 20 ngày Minh lại phải xuống viện để truyền hóa chất. Cuộc chiến đấu mới của Minh lại bắt đầu. Kể từ ngày Minh phát hiện bệnh và đi viện, tính đến nay thế là cũng đã mấy tháng. Mấy tháng Minh kiên cường đi đi về về xạ trị, người Minh phù nề ra, đầu rụng hết tóc chọc lốc. Cái chân cụt đơ ra chẳng ngọa nguậy nhiều được như trước nữa. Cái chân già và cái tó hầu như bị bỏ quên, thì Minh nằm suốt thế kia đâu còn cần đến chúng nữa chứ. Minh lại bắt tay vào cuộc chiến đấu mới. Chiến tranh biên giới, Minh chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trở về địa phương, Minh chiến đấu chống đói nghèo và trở thành gương điển hình của người cựu chiến binh trên mặt trận mới. Chăn nuôi bò lợn, đóng gạch, xây nhà, quy hoạch vườn trại, tiết kiệm chi tiêu, tàn tiện để có cuộc sống như hôm nay. Mình vừa xây xong cái nhà mái bằng rất oách bên cạnh cái nhà bốn gian gạch xì tự xây dạo trước. Không những thế, mình còn động viên các con ý chí, nghị lực, khẳng định vị trí trong xã hội. Còn cả là doanh nghiệp xây nhà to và kinh doanh điện tử lớn nhất làng. Con thứ hai xong đại học, công tác và lấy vợ mua nhà hơn tỷ ở Hà Nội. Con gái lấy chồng cán bộ xã, vợ chồng Minh chắt bóp tàn tiện để cho con cho cháu, đến lúc an nhàn thì lại dính bệnh. Cuộc chiến với bệnh tật này không kém gì cam go, phức tạp so với các cuộc chiến trước. Thế nhưng, Minh vẫn lạc quan, yêu đời lắm. Mỗi lần về nhà gặp Minh, tôi cứ định động viên thăm hỏi Minh, thì chú ấy lại động viên tôi trước. Vẫn nụ cười trên môi và những câu chuyện xóm làng, anh em, mình đã làm tôi ấm lòng thêm bao nhiêu. Ngày mai, mình lại đi truyền hóa chất đợt mới. Tối nay, hai anh em chúng tôi ngồi với nhau khá lâu. Mình bảo, năm tới dỗ bà, hình như lần dỗ thứ 35 thì phải bác nhỉ. Tôi trầm ngâm trong đầu nhẩm tính rồi nói, đúng đấy, 35 năm mẹ đã đi xa, nhanh thật. Không biết bác định thế nào, theo em dỗ này ta làm thật vui bác ạ. Bác có nhà mới, anh em con cháu tập trung dỗ bà, mừng nhà mới luôn thể. Chú nói đúng ý tôi rồi đấy, tôi định vậy nhưng chưa nói với ai. Chả là tôi vừa làm nối thêm cái nhà cấp 4 sau cái nhà tầng cũ của tôi để làm chỗ ở, mai kia về hưu cho yên tĩnh. Nhà làm xong rồi, nhưng nhiều em, nhiều cháu tôi chưa biết. Ngày giỗ là ngày đoàn tụ đông đủ cả, sáng kiến của Minh trùng với ý tôi. Có điều giỗ này chắc Minh không vào bếp sắp cỗ như các lần giỗ trước được.
mà tôi cũng không cho chú ấy làm việc này nữa. Bao nhiêu người sao để cho lão thương binh cụt chân cứ ngồi băm thái sắp cỗ vậy? Với lại ốm đau, chọc đầu thế kia, ai cho chú ấy làm mà làm? Đêm trung du đầy sao, tôi dặn Minh mấy việc rồi ra về để chú ấy đi nghỉ, mai còn đi bệnh viện sớm. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, hơi ấm từ bàn tay Minh lan tỏa sang tôi. Mình chống tó cả nhắc tiễn tôi ra tận cửa. Về nhà, trằn trọc mãi tôi không sao chợp mắt được. Mãi khuya, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, tôi thấy tôi và Minh, hai anh em tôi. Không, hai thằng trẻ trâu chúng tôi đang cưỡi trâu đuổi nhau trên sườn đồi. Con trâu cả của Minh tung bốn vó đuổi theo con trâu mộng của tôi. Trên lưng trâu, tôi và Minh vừa hò hét, vừa ré lên cười thích thú. Lũ trẻ cùng trang lứa dạt sang cả hai bên, tròn mắt reo hò, vỗ tay kích động. Và mẹ tôi, quần ống thấp ống cao, đang gánh mạ ra đồng để đi cấy. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vì sao sống tốt lại nhiều tai họa? Quý vị thân mến, người xưa có câu: ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại thấy điều trái ngược hiện diện trong cuộc sống này. Có người ăn ở rất hiền lành, suốt đời làm những việc tốt, nhưng cuộc đời lại đầy những biến cố xui xẻo, gặp nhiều tai họa. Ngược lại, có người tâm địa xấu xa, đen tối, lại thường gặp may mắn. Điều này thực sự làm chúng ta hoài nghi và hoang mang về sự công bằng, về nhân quả trong cuộc đời. Thế nhưng, theo triết lý của Đạo Phật, thì sự bất công mà chúng ta nhìn thấy thực ra là rất công bằng theo luật nhân quả. Và điều này liên quan trực tiếp đến nghiệp từ tiền kiếp. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: vì sao sống tốt lại gặp tai họa, quý vị nhé. Thứ nhất, sống ở đời không tránh được luật nhân quả. Xưa kia có một tu sĩ vô cùng lương thiện. Một lần chàng đặt chân đến một hồ sen nọ, hoa đã nở kín đầm, tỏa ra hương thơm thanh khiết, xinh đẹp vô ngần. Tu sĩ bỗng trộm nghĩ: hay ta hái một bông đem về dâng lên Phật. Mỗi khi tọa thiền có thể ngửi được hương thơm trang nhã như bạch ngọc. Người tu sĩ bèn khom lưng ngắt một bông ưng ý. Đúng lúc chàng chuẩn bị rời đi thì chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm: ngươi là người tu hành, sao lại dám tùy tiện hái trộm hoa sen của ta? Tu sĩ nhìn quanh không thấy ai, nghi hoặc: ông là ai vậy? Giọng nói đáp: ta chính là thần hồ sen này. Tất cả những bông hoa sen này đều do ta chăm chút. Người thân là tu sĩ, lại để lòng tham chế ngự, vậy mà không biết xấu hổ ư? Tu sĩ nghe xong, đỏ mặt tía tai, xấu hổ vô cùng, dập đầu hối lỗi: tôi biết lỗi rồi, từ nay trở đi tuyệt đối tôi sẽ không tham lam bất cứ vật gì không thuộc về mình nữa. Tu sĩ vừa xin lỗi thì một tay gian thương nổi tiếng ác bá xuất hiện. Hắn cao giọng nói: sao nhiều sen đẹp thế này, mang ra chợ bán sẽ kiếm được bội tiền đây. Nói rồi hắn liền nhảy xuống vặt trụi hoa trong hồ trong chớp mắt, rồi nghênh ngang rời đi. Tu sĩ chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, há hốc miệng. Tại sao thần hồ sen lại không hé răng nửa lời kia chứ? Chàng ngẩng mặt nhìn trời, oán thán: thần hồ sen à, tôi chỉ hái có một bông hoa sen mà ông trách mắng tôi nặng nề như vậy. Còn kẻ gian thương kia vặn trụi hồ sen lại nhắm mắt làm ngơ, liệu còn thiên lý gì nữa? Thần hồ sen bình thản đáp: người chân tâm lương thiện, giống như một tấm vải tinh khiết, một vết bẩn vấy lên
chỉ cần rửa lại sẽ trắng trong như cũ. Còn kẻ gian thương kia vốn là một miếng rẻ lau, đã sống quen trong nước bẩn, dù giặt rũ kỹ càng thế nào cũng không thể sạch được. Ta mắng ngươi là để ngươi kịp thời tu tỉnh, còn người kia đã sa đọa quá lâu rồi, tự khắc sẽ rơi vào ác đạo, chịu quả báo ứng. Ta việc gì phải của trách đây? Quý vị ạ, luật nhân quả là một trong những nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Hay nói cách khác, nhân là hạt, quả là trái. Nhân quả là hai trạng thái tiếp nối nhau. Nếu không có nhân thì sẽ không có quả. Trong thực tế, chúng ta thấy rằng gieo hạt cam sẽ được quả cam, gieo hạt ớt sẽ được trái ớt. Gieo hạt ớt mà muốn thu hoạch được quả cam là chuyện không thể. Điều này trường tồn bất biến theo thời gian, không một ai được phép can thiệp vào tiến trình đi từ nhân quả đến vạn vật, cho dù là Đức Phật. Nhân quả trong đạo Phật dạy chúng ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Con người nếu sống vô thức, sống thiếu trách nhiệm, chỉ sống trong sự tham lam ích kỷ thì sẽ gây họa cho người khác và nhận báo ứng về mình. Hiểu một cách đơn giản, nhân quả báo ứng chính là làm việc thiện thì nhận được quả báo tốt đẹp. Còn làm những điều xấu xa tội lỗi sẽ nhận lấy quả báo khổ đau. Cuộc sống này do chính chúng ta làm chủ, tự mình định đoạt vận mệnh của mình. Không có một thần thánh, đấng quyền năng nào có thể ban phước hay giáng họa cho chúng ta cả. Tự bạn đem lại hạnh phúc cho chính mình, tự bạn chuốc lấy khổ đau cho chính mình. An lạc, hạnh phúc do chính bạn chọn. Vì vậy, hãy chọn gieo trồng những hạt giống tốt đẹp để ngày sau ra trái ngọt lành. Thứ hai, nhân quả báo ứng chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Câu chuyện xưa kể rằng Vương Mỗ là quan của một huyện hiến giỏi về ghi chép kiện tụng, rất biết cách lấy tiền của người khác. Nhưng mỗi lần có tiền tích lũy thì lại tự nhiên có một sự tình xảy ra để tiêu hao số tiền ấy đi. Vào một đêm nọ, tiểu đồng ở trong miếu thành hoàng làng nghe thấy hai tên quỷ nói chuyện với nhau. Một tên nói, hắn năm nay kiếm được rất nhiều tiền, chúng ta cần dùng cách gì để tiêu hao hết số tiền ấy đây? Trong lúc đang trầm tư thì một tên quỷ còn lại nói, chỉ cần một kỹ nữ lầu xanh là đủ, không cần phải phiền phức làm gì. Trong miếu thành hoàng, việc gặp quỷ là chuyện bình thường. Tiểu đồng gặp mãi thành quen, cũng không sợ hãi, chỉ là không biết kỹ nữ kia là ai, và cũng không biết hai tên quỷ này muốn tiêu tiền của ai. Không lâu sau, có một kỹ nữ đến huyện hiến. Vương Mỗ vô cùng sùng ái cô ta. Vương Mỗ đã vì cô ta mà tiêu tốn hết số tiền tích cóp được, còn bị lở loét đầy mình. Cần phải có bác sĩ kê đơn thuốc. Đến lúc hỏi bao nhiêu tiền tài của ông ta tích cóp được đã không còn một xu. Có người tính toán rằng Vương Mỗ vì làm giả dối mà thu được hàng vạn lượng. Nhưng sau này Vương Mỗ phát bệnh rồi chết, không có đủ tiền mua nổi một cỗ quan tài. Xưa nay, vòng xoáy nhân quả báo ứng không ai có thể tránh khỏi. Vậy nhưng trong cuộc sống, chúng ta thường gặp rất nhiều trường hợp ở hiền nhưng chẳng gặp lành, sống ác lại nhận toàn những điều tốt đẹp, thuận lợi. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về luật nhân quả. Nhưng thực chất, lưới trời lồng lộng, kẻ độc ác sống sung sướng không phải là được thiên đạo dung túng, mà chẳng qua là vì nhân chưa trổ thành quả mà thôi. Đợi đến khi đã hưởng hết phúc khí từ kiếp trước mà cha ông để lại, kiếp này lại không tích đức mà tạo nghiệp thì sẽ phải chịu hình phạt hà khắc nặng nề. Hoặc nói cách khác, những người sống tốt mà đang phải chịu nhiều khổ đau, tai họa
là do người ấy đang phải trả những thứ mà chính họ đã đi vay, đã gây ra ở những kiếp trước. Còn những người có phước dày từ kiếp trước thì kiếp này được ung dung, sung sướng là vậy. Song trong kiếp này, nếu ai may mắn được hưởng giàu sang phú quý hơn người khác, nhưng chỉ lo hưởng phúc mà không biết tạo phúc, thì phúc ấy rồi sẽ tiêu tan, phúc sẽ biến thành họa. Chắc chắn họ sẽ phải trả giá ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, hay ở kiếp sau, thậm chí là đến đời con, đời cháu. Theo lời Phật dạy, bất cứ việc gì chúng ta làm ra ở đời này đều có nhân quả báo ứng. Gây ra nhân thì sẽ để lại quả. Có điều nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Thứ ba, tu dưỡng để chuyển hóa nghiệp dữ, thay đổi số phận. Trong một ngôi chùa nọ, có một chú tiểu được sư phụ cho phép trở về quê nhà thăm cha mẹ. Vì sư phụ đã nhìn thấy trước tương lai, chú chỉ có thể sống thêm một tháng nữa. Trên đường đi về quê, chú tiểu thấy có một ổ kiến lớn đang sắp sửa bị trôi theo dòng nước lũ. Chú vội vàng tìm cách cứu để ổ kiến khỏi bị chết. Chú về thăm nhà và sau đó trở lại chùa. Nhiều tháng trôi qua, chú vẫn tiếp tục tu hành niệm Phật ăn chay bên sư phụ. Sư phụ của chú rất thắc mắc. Có một hôm sư phụ hỏi chuyện chú là có việc gì xảy ra trên đường chú về thăm cha mẹ. Chú kể rõ chuyến về thăm quê, kể cả chuyện chú cứu vớt được ổ kiến to. Sư phụ mới hiểu ra rằng việc kéo dài sự sống của chú tiểu chính là nhân cứu giúp chúng sinh và nhân không sát sinh. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy cuộc đời số mệnh của một con người có thể thay đổi theo phúc đức mà người đó tạo ra. Chính vì thế, đừng ỷ vào việc mình có một số mệnh tốt mà làm những điều thị phi, bởi bạn sẽ không lường trước được vận hạn xấu sẽ đến khi nào. Gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Theo quan điểm của Đạo Phật, tích đức hành thiện sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện và nếu làm nhiều có thể báo ứng ngay hiện tại, góp phần cải thiện vận mệnh. Có nhiều người quan niệm sai lầm, tiêu cực về nghiệp. Hiện tại tôi phải cố gắng cam chịu sự bất công, oan ức, nghèo khó hoặc bệnh hoạn, tật nguyền, các nỗi bất hạnh để trả cho hết nghiệp. Vì tôi đã tạo nghiệp xấu ác bất thiện trong quá khứ, đời này hoặc các đời trước, phải trả hết nghiệp, nhận chịu đủ quả báo của những nghiệp quá khứ, rồi tôi mới có thể thọ hưởng sự an lạc, hạnh phúc, những quả báo tốt đẹp của những nghiệp nhân hiện tại. Còn mọi sự cố gắng nỗ lực trong hiện tại là để 10 năm, 20 năm, 30 năm hay nhiều hơn nữa, hoặc đến đời sau. Sau khi đã trả hết nghiệp cũ thì mới có thể thọ hưởng kết quả của nghiệp mới, mới có thể hết khổ, mới được giàu sang, sung sướng, hạnh phúc. Đó là một quan niệm sai lầm về nghiệp. Như Đức Phật đã dạy, con người là chủ nhân của nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Chúng ta có thể tạo ra những nghiệp mới theo chiều hướng tích cực để khắc phục hậu quả của những nghiệp đã tạo ra trong quá khứ và cũng hoàn toàn có thể chuyển nghiệp ngay trong hiện tại. Những ai có quyết tâm cải thiện bản thân, thay đổi tư duy, hành động, lối sống của mình theo chiều hướng tích cực cũng đều có được an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Quá trình thay đổi nghiệp trong Đạo Phật gọi là chuyển nghiệp, chuyển hóa nghiệp. Chính mình có thể chuyển nghiệp làm thay đổi nhân quả nghiệp báo nên con người có thể cải thiện đời sống, hoàn thiện bản thân. Cũng cần hiểu rằng nghiệp của kiếp trước là do những hành động trong kiếp ấy thực hiện. Nếu kiếp này có phải gánh chịu hậu quả thì không vì thế mà ta thôi hành thiện tích đức. Hãy liên tục làm việc thiện với cái tâm trong sáng, gieo nhân đúng đắn, tạo những suy nghĩ, thói quen và hành động tốt, bởi có như vậy
mới mang lại kết quả tốt về sau. Đức Phật có giải thích từng câu hỏi như sau. 1. Tại sao có người chết yểu, có người sống lâu? Một số người giết hại chúng sinh khác, không phải chỉ giết hại chúng sinh một lần, mà nhiều lần họ giết hại chúng sinh. Do hậu quả của sự giết hại này, họ tái sinh vào 4 đường ác. Họ bị tái sinh vào cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Sau khi ở các cảnh khổ này, nếu được tái sinh làm người trong hiện tại thì họ phải bị chết yểu, nghĩa là đoàn thọ. Bởi vì họ đã giết hại chúng sinh, nghĩa là họ đã có ý muốn làm cho đời sống của chúng sinh bị ngắn lại, muốn chấm dứt mạng sống của chúng sinh sớm hơn, làm cho tuổi thọ của chúng sinh ngắn lại. Thay vì chúng sinh được sống lâu hơn, họ làm cho chúng sinh chết sớm. Do có ý muốn làm cho tuổi thọ của chúng sinh ngắn đi, nên họ nhận hậu quả là đời sống của họ cũng bị ngắn đi hay bị chết yểu. Có những người không bao giờ giết hại chúng sinh. Họ giữ giới sát sinh, họ ngăn ngừa sự giết hại chúng sinh. Những người này sau khi chết sẽ được tái sinh vào cõi trời. Khi họ tái sinh làm người, họ sẽ trường thọ. Những người chết sớm là những người đã giết hại chúng sinh trong những kiếp sống trước đây. Và những người trường thọ là những người giữ giới không sát sinh trong những kiếp trước đây. Khi họ ngăn ngừa hành động giết hại chúng sinh, thì tâm họ có lòng mong muốn chúng sinh được sống lâu. Lòng mong muốn chúng sinh được sống lâu là nguyên nhân khiến họ được trường thọ khi họ tái sinh làm người. 2. Tại sao có người thường hay bị bệnh hoạn, có người đầy đủ sức khỏe? Có những người hay bị bệnh hoạn, hết bệnh này lại đến bệnh kia, hoặc sức khỏe họ luôn luôn yếu kém. Những người này, theo lời dạy của Đức Phật, là những người đã làm những chúng sinh khác bị thương. Họ không giết hại người hay chúng sinh khác, nhưng họ hành hạ, đánh đập, làm cho người khác, chúng sinh khác đau đớn, khổ sở, làm cho cơ thể chúng sinh khác bị tổn thương. Do hành động độc ác, hành hạ, đánh đập, làm hại cơ thể chúng sinh, làm cho chúng sinh bị thương, nên họ bị tái sinh vào 4 ác đạo. Khi họ tái sinh làm người, họ luôn luôn bị đau ốm, bị tật nguyền, sức khỏe yếu kém. Có những người thân thể cường tráng, sức khỏe đầy đủ. Có người chẳng bao giờ ốm đau, chẳng bao giờ đến gặp bác sĩ, chẳng bao giờ vào nhà thương, chẳng bao giờ uống một viên thuốc nào. Họ có một cơ thể khỏe mạnh. Tại sao vậy? Trong kiếp này, họ có cơ thể khỏe mạnh bởi vì trong những kiếp sống quá khứ, họ không bao giờ hành hạ kẻ khác, không làm kẻ khác bị thương tật, không làm tổn thương thân thể kẻ khác. Họ có lòng bi mẫn đối với chúng sinh khác. Do những hành động thiện họ đã làm nên khi tái sinh làm người, họ có đầy đủ sức khỏe. 3. Tại sao có người mặt mày xấu xí khó coi, có người mặt mày đẹp đẽ dễ nhìn? Một số người thường hay giận dữ. Người ta thích chỉ trích một tí thôi là đã nổi sân lên rồi. Với bản chất sân hận, giận dữ như thế nên họ phải tái sinh vào 4 đường ác. Khi họ được tái sinh làm người, do nghiệp giận dữ mà họ đã tạo, mặt mày họ trở nên xấu xí. Như vậy, nóng giận, sân si là nguyên nhân làm cho con người xấu xí. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu điều này. Ngay cả khi chúng ta đang sống trong đời sống hiện tại này, khi giận dữ thì mặt mày chúng ta thật là xấu xí. Khi giận dữ, mặt mày hung ác, dễ sợ. Nếu chúng ta muốn biết khi giận dữ mặt mày chúng ta xấu xí như thế nào, thì mỗi lần giận dữ hãy nhìn vào gương soi. Lúc đó chúng ta sẽ thấy chúng ta xấu xí ra sao. Những người đẹp đẽ có bản chất không giận dữ. Họ là những người luôn luôn đối xử tốt với người khác và họ không dễ dàng giận dữ. Bởi vậy, nếu bạn muốn đẹp đẽ ngay cả trong kiếp sống này thì đừng giận.
một trong những nguyên nhân giúp bạn có gương mặt đẹp đẽ là cố gắng hành thiền từ ái. Như vậy, nguyên nhân của sự xấu xí là giận dữ, và nguyên nhân của đẹp đẽ là không giận dữ, có lòng từ ái. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn đẹp đẽ, nếu chúng ta muốn gương mặt của chúng ta vui vẻ, dễ thương, thì chúng ta đừng bao giờ dễ dàng giận dữ. 4. Tại sao có người cô thế, có người đầy quyền uy? Đôi khi bạn gặp những người đầy quyền uy, lời nói của họ nói ra đầy quyền uy, và họ ảnh hưởng đến người khác, khiến người khác phải nghe theo, đi theo họ. Cũng có những người không có quyền uy, họ không có quyền uy để làm việc gì. Có nhiều người mặc dầu có chức vụ lớn, địa vị cao, có tiền của, nhưng họ nói không ai nghe. Nguyên nhân tại sao? Có những người có quyền cao chức trọng nhưng không làm người khác nể phục, không ảnh hưởng đến người khác, bởi vì kiếp trước họ có tánh hay ganh tị. Thấy ai được lợi, được danh, được người khác tôn trọng, kính nể thì họ cảm thấy khó chịu và ganh ghét. Người nào hay ganh ghét, đố kỵ, ganh ghét khi thấy người khác được lợi lộc, được vinh dự thì chắc chắn người đó sẽ bị cô thế, không có thẩm quyền hay năng lực ảnh hưởng tới người khác trong kiếp sống tương lai. Những người có thẩm quyền được mọi người phục tùng nghe theo trong đời sống này là những người không ganh tị. Trước những thành công, lợi lộc, sự tôn trọng hay sự kính nể của người khác, ganh tị là nguyên nhân khiến kiếp sống này chúng ta trở thành người không có uy quyền, không ảnh hưởng đến người khác. Ngược lại, không ganh tị, không đố kỵ là nguyên nhân khiến trong kiếp sống này chúng ta có uy quyền, có ảnh hưởng đến người khác. 5. Tại sao có người nghèo nàn đói khổ, có người giàu sang sung túc? Những người nghèo khổ trong kiếp sống này là những người kiếp trước không biết bố thí, giúp đỡ thực phẩm, áo quần, vật dụng khác cho Sa Môn, Bà La Môn và những người khác. Họ là những người không thực hành bố thí. Những người giàu có trong kiếp sống này là những người thực hành hạnh bố thí trong những kiếp trước. Họ đã bố thí cúng dường thức ăn, thức uống, quần áo, thuốc men và những vật dụng khác cho mọi người. Thực hành hạnh bố thí là nguyên nhân của sự giàu có, và không thực hành hạnh bố thí thì hay bồn xỉn, keo kiệt là nguyên nhân của sự nghèo nàn. Như vậy, bồn xỉn, keo kiệt, không dám cho ai thứ gì là nguyên nhân của sự nghèo khổ. 6. Tại sao có người sinh ra trong gia đình thấp kém, hạ liệt, trong giai cấp bần cùng? Có người sinh ra trong gia đình quyền quý, giai cấp cao sang. Những người sinh ra trong gia đình thấp kém, hạ liệt, vì kiếp trước họ tự cao, ngã mạn, kiêu căng, tự phụ. Họ chẳng hề tôn kính lễ bái những bậc đáng tôn kính. Họ không đứng dậy, tỏ vẻ kính trọng những người đáng được đứng dậy, đáng được kính trọng. Họ không biết nhường chỗ ngồi cho những người đáng được nhường chỗ. Họ không nhường lối đi cho những bậc đáng được nhường lối đi. Họ không tôn kính lễ độ đối với những bậc đáng được tôn kính lễ độ. Không biết tôn trọng kính nhường là nguyên nhân của sự tái sinh vào giai cấp thấp kém. Nguyên nhân được sinh vào giai cấp quyền quý, giai cấp cao sang thì do những nguyên nhân ngược lại. Những người này kiếp trước không kiêu hãnh, không tự cao tự đại. Họ thường tôn kính lễ bái những bậc đáng tôn kính lễ bái. Họ đứng dậy tỏ vẻ tôn trọng những người đáng được đứng dậy tỏ vẻ tôn trọng. Họ biết nhường chỗ ngồi cho những người đáng được nhường chỗ ngồi. Họ nhường lối đi cho những bậc đáng được nhường lối đi. Họ tôn kính lễ độ đối với những bậc đáng được tôn kính lễ độ. Tóm lại, tự cao tự đại là nguyên nhân của sự sinh trưởng trong gia đình thấp kém, và không tự cao tự đại, biết tôn kính là nguyên nhân được sinh ra
ở những gia đình cao sang. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.